Happy New Year.
身邊啫。Cho tôi hỏi, có một cái chợ mà nó bán các cái đồ, nó ở chỗ góc nào nhỉ? Lâu lắm tôi không đi, tôi không nhớ. Đi thẳng đây à? Còn xa không? Ba bốn cây thôi. Ba bốn cây cứ đi thẳng đường này luôn à? Rồi, cảm ơn nhá. Thế còn trong này là cái gì? Trong này vào trong này là Bảo Lâm rồi chú ạ. Bảo Lâm à? Thế là cửa khẩu rồi à? Vâng, cửa khẩu rồi. Bên kia là Trung Quốc à? Vâng ạ. À thế à? Ồ, thế chú đi nhầm. Ok, cảm ơn nhá. 3 km đến vòng xuyến rẽ trái. Cái chợ bán rất nhiều thứ mà mình vào đây xem mình ăn mình rất thích, vì các thứ to đông quá. Cái chai bia Trung Quốc ấy. Mình mua cái hồi mùa hè đâm đi nữa. Đâu, đấy là lạnh rồi anh. Đấy lạnh mà, đấy nó em xong đi mà. Đầu tiên đến đưa đến hẳn lên trên Lạng Sơn này. Cho khi có đi Trung Quốc à, thế nhớ chưa? Cổng mình lên, cái cổng đang xây. Đây có biển bãi đỗ.